Hello, hello. Thanh Tùng của chợ ô tô đầu mối Hải Dương lại xin chào kính xin chào toàn thể anh chị quý vị các bạn nhà mình nhá. Rồi khung giờ quen thuộc rồi này, em lại lên sóng báo giá cũng như trò chuyện tương tác cho anh chị quý vị mình ạ. Vâng, nhà mình vào đông một chút xíu đi, em xin một vài phút để trò chuyện với cái đại gia đình nhá. Vâng, chào bác Ngọc Mai này. Chào bác Trần Thị Thu Hằng, chào bác Trung Nguyễn. Đấy, chào bác Hải Hậu, chào toàn thể anh chị quý vị mình. Đấy, còn rất là nhiều dòng xe để phục vụ gia đình đây. Đấy, các bác vào đông một chút đi ạ, để em xin phép tư vấn nữa nhá. Đấy, em Tùng rất vui được gặp lại anh chị quý vị mình nhà mình vào khung giờ thân thuộc. Vâng, chào bác Đức Anh Trần này. Vâng, bác anh vào xem buổi livestream này cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi bác Đức Anh ơi. Đấy, ok. Đấy. Tối rồi nhưng vẫn sáng đèn đây để phục vụ anh chị quý vị mình ạ. Nhà mình hôm nay có cảm giác là hơi tối tối nhỉ. Đấy, em nhìn sao lại thế này cảm giác hơi tối tối này. Vâng, chào bác Phạm Trách, chào bác Trần Đức Anh, chào bác Mai Ngọc, chào bác Trần Lưu Hằng, chào đại gia đình cho ô tô đầu mối Hải Dương trên ba miền tổ quốc này. Nghe em Tùng lại lên báo giá livestream tương tác với đại gia đình của mình và những dòng xe đang có nhá. Ok bác Đức Anh này. Đấy, thì hôm nay bên em có về thêm đây một siêu phẩm mà đã cập bến nhá, Vios 219 số tự động 1.5 bản E. Đấy, tham khảo giúp em gia đình ơi, cờ tiền hơn 500 triệu một chút đây. Đấy, tham khảo cho chiếc này nhá. Đấy, xe khác xe mới là năm sản xuất thôi. Máy số keo chỉ sơn Sizin 515 triệu đồng. Đấy, bao test hãng trên toàn quốc này. Có lỗi này, đấy, bao test hãng này có lỗi. Tặng ngay 5 triệu đồng cho anh chị quý vị nhà mình nhá. Quay em xem Y10 với ạ. Ok bác Minh Chiến Nguyễn. Vâng, để em đây, bình luận đầu tiên để tham khảo dòng xe đây. Quay luôn Y10 cho bác Minh Chiến Nguyễn nhá. Đây, Y10 đây. Y10 214 bản đủ phun kịch 245 triệu đồng đang được bày bán tại chợ ô tô đồ mối Hải Dương. Đây bác Minh Chiến Nguyễn ơi, báo giá Y10 cho bác đây ạ. Vâng, chào bác Hoàng Đức Hợp. Xe này mang nước sơn màu bạc xám này. Bản đổ la răng đúc, có phanh đĩa chống bó cứng ABS. Xin nhan dạng mí, tích hợp trên gương, gương kính, cụp xe điện. Vô lăng túi khí này, tích hợp các nút điều khiển và túi khí an toàn trên vô lăng nhá. 245 triệu đồng đang được bày bán tại chợ ô tô đồ mối Hải Dương. Đấy, tông màu đen đỏ của nội thất ghế da đây. Đè lổ sò ta tốt có sẵn này, đầu đàm hình treo xe, cam lùi cam hành trình đầy đủ, tư nhân chính chủ 30 Hà Nội, không dịch vụ taxi. 245 triệu đồng giá chào bán, còn giảm còn bớt nữa bác Minh Chiến, tham khảo đi bác Minh Chiến ơi. Còn rất nhiều Y10 ạ, nhiều xe đẹp quá. Thanh Tùng ơi, vâng, cảm ơn bác Phạm Trách rất là nhiều ạ. Chúc bác Phạm Trách buổi tối hôm nay vui vẻ nhá. Có bước sóng livestream này thì hãy cho cháu xin 5-7 lượt chia sẻ đi bác Phạm Trách ơi. Đây, em xin báo giá tiện thể tất cả những dòng Y10 bên em đang có này, cho nên mình cùng quan sát này. Đây, anh Minh Chiến tiếp tục theo dõi của em nhá. Đấy, tạo ứng cho em xin mấy lượt chia sẻ đi anh Minh Chiến, anh Minh Chiến ơi. Tiếp tục là Hyundai Grand i10 bản đủ gửi đến gia đình mình đây. 214 đăng ký năm bánh 2016, 1.0 số sàn bản đủ. La răng đúc lốp láp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Xin nhan dạng bí tích hợp trên gương này. Đấy, hầu như là bản đủ là option như nhau hết rồi mình ạ. Vô lăng túi khí, tích hợp có nút điều khiển, đèn lồng sáng ra tốt. Nội thất ghế đây, màu da bò nhá. 245 triệu đồng. Sedan không anh? i10 sedan thì tạm thời bên em chưa có anh nhá. Đấy, anh cứ tạm ứng cho em xin một lượt like, một lượt theo dõi đi. Để lại số điện thoại ở phần tin nhắn của fanpage. Nào có sedan mà anh yêu cầu thì em sẽ gửi cho anh nhá. Đấy, em xin giới thiệu tiếp tục i10 này. Hyundai Grand i10 214 đăng ký năm bánh 2017, bản pay nhá, bản tiêu chuẩn của gia đình mình đây. La răng sắt theo xe lốp láp còn đẹp. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Tư nhân chính chủ 44 mùa không gồm lụt. Đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023. 195 triệu đồng gửi gia đình ạ. Còn bớt còn thương lượng. Vâng, chào bác Bùn Thị Sen này. Vâng, chào đại, mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay ạ. Nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, rảnh tay rảnh chân cho em Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi. Cảm ơn đại gia đình rất là nhiều nhá. Có xe ô tô 2 xe tô đồ hóng mãi à. Con xe tô ấy thì bên em mấy hôm nay là ngày nghỉ đây. Đấy, ngày nghỉ của cả nước ấy, nên giám đốc lại đi chơi mất rồi. Xe tô đi chơi bác đi anh ạ. 1-2 hôm nữa thì về thôi. 430 triệu đồng, xe tô 217 màu đen. Số sàn 7 cấp số, 6 cấp số tiến, 1 cấp số lùi. Bác đưa anh nhá. Đấy, tiếp tục lấy i10 này. Đấy, báo giá một dàn i10 luôn cho anh chị của mình cùng quan tâm này. Hyundai Grand i10 2014 đăng ký năm bánh năm 2015. Tư nhân chính chủ 30 Hà Nội phố đây. La răng đúc lốp láp đẹp, phanh đĩa chống bó cứng ABS, đăng kiểm đến 1 năm nữa luôn. Tháng 9 năm 2023.
vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí và các nút điều khiển trên vô lăng. Đầu đài màn hình theo xe nhá. Xe còn đẹp còn chất, máy số keo chỉ sơn xi zin. Đấy, nội thất thì theo xe 245 triệu đồng gửi đến gia đình nhà mình ạ. Vâng, chào bác Lanh Lạnh Lùng. Chào bác Trần Thị Thu Hằng này, chào bác Nguyễn Ngọc Thái, chào bác Bun Thị Sen, chào bác Minh Chiến Nguyễn. Chào bác Phạm Trách, chào bác Trần Xuân Điệp, chào bác Trần Đức Anh, chào bác Nguyễn Du, chào đại gia đình chợ ô tô đầu mối Hải Dương trên ba miền của Tổ quốc ạ. Đấy, vừa rồi là khá nhiều đầu i10 này. Đấy, em xin giới thiệu những đầu xe hiện đang có tại bên em để anh chị quý mình cùng tham khảo nhé. Toyota Vios màu trắng 2019 đây. Máy số keo chỉ sơn xi thì còn zin nhá, bao test hãng này. Phát hiện lỗi tặng 5 triệu. Ok anh Trần Đức Anh này. La răng đúc 4 bánh, phanh đĩa chống bó cứng ở tại 4 bánh luôn. Xin nhan thì trên sườn xe. Nội thất ghế da đây cao cấp. Theo nhà sản xuất nhá, đăng kiểm thì còn cực là dài luôn. Tháng 2 năm 2024 nhá. Đấy, đăng kiểm còn dài. Mang về sẵn đi sẵn di chuyển thôi. Vô lăng 3 chấu, túi khí an toàn trên vô lăng. Đấy, đầu đàm hình to rồi. Phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị nhà mình. Đấy. Ở trong thì vẫn còn mùi sơn và mùi nhựa nhà máy luôn. Vios 214, 215 khoảng bao nhiêu? Vios 214, 215 thì bên em chưa có nhá. Đang có một chiếc Vios đời cuối 2016 này, anh tham khảo cho em này. Vios cuối 2016 này đang được chào bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương với cửa tiền là 365 triệu đồng. Bản E đời 2016 nhá, cuối năm 2016 này. Đấy, độ theo phong cách Maybach rất đẹp luôn. La răng đúc lốp láp đẹp, phanh đĩa chống bó cứng 4 bánh. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi thì còn zin luôn. Bản E 2016. Đấy, bác nào đang quan tâm nhá. Vâng, bác Minh Chiến đang quan tâm với Vios này. 2014, 2015. Tham khảo cho em chiếc 2016 này đi. 1.5 số sàn 5 chỗ ngồi. Đấy, một dòng xe quốc dân nồi đồng cuối đá đây ạ. Lam, chào anh Lam Hoàng này. Có Vios 2010 không? Vios 2010 thì bên em có khá đầu đấy. Đâu em xem Vios 2010 dựng đâu em tư vấn luôn cho anh Nam Hoàng này. Ơi anh Nam Hoàng hoan hỉ lên cho em xin mấy lượt chia sẻ đi anh Nam Hoàng ơi. Vios 2010 1.5 số sàn. Đấy, động cơ VVTi vô cùng tiết kiệm nguyên liệu đây. Đang được chào bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương với cửa tiền là 195 triệu đồng. Là răng đúc 4 bánh, lốp lát còn đẹp. Xin nhan trên gương, đăng kiểm còn dài. Đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Nội thất ghế da nhá. Đây, nội thất ghế da, điều hòa đóng lạnh hai chiều rét buốt luôn. Vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí toàn trên vô lăng này, 195 triệu đồng. Đấy, Vios màu đen 2010 này, 195 triệu đồng này. Đây, em xem vài đầu Vios 2010 nữa làm ở đâu này. Tư vấn luôn cho gia đình cùng quan sát nhá. Vâng, chào bác Lô Dần, chào bác Trọng Tú, chào bác Phạm Sĩ, chào bác Long Theo, chào bác Đình Diễn này. Chào đại gia đình mình ạ. Các bác vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay, hoan hỉ lên ủng hộ em Thanh Tùng bằng 5-7 lượt chia sẻ đi gia đình mình ơi. Tiếp tục này, Toyota Vios 2010 195 triệu đồng, 1.5 số sàn, tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi, biển 30 thủ đô đây. Đấy, màu đen rất đẹp nhá. Cờ tiền gửi gia đình nhà mình 195 triệu đồng. Kia Morning 214 à. Ok, em giới thiệu lốt cho gia đình mình chiếc Vios 2010 này này. Thì em sẽ sang đầu Kia Morning cho gia đình cùng tham khảo nhá. Vâng, chào bác Huy Văn Dương, chào bác Quốc Kiệp, chào đại gia đình ạ. Vâng, chào bác Nguyễn Văn Thái. Hello bác Nguyễn Văn Thái nhá. Toyota Vios bản E 2010, 1.5 số sàn, tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi, mang biển Quảng Ninh đây. Đất cảng Quảng Ninh ấy nhá, 14A. Bản E xịt, la răng đúc, có phanh đĩa chống bó cứng AVS này. Xin nhan trên gương, gương kính cụp sợi điện. Nội thất ghế da điều hòa long lạnh hai chiều. Cam đồi cam hành trình đầy đủ rồi. Cờ tiền của anh chị quý vị nhà mình là 240 triệu đồng. Giá còn bớt còn thương lượng, đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023. Đấy, bên em tạm thời đang có 3 đầu Toyota Vios 2010. Anh chị quý vị mình quan tâm nhắn tin trực tiếp qua fanpage của em đi để em tư vấn thêm ạ. Kia Morning 214 thì tạm thời bên em chưa có này. Đấy, có Kia Morning 216 bác tham khảo dùm em nhé ơi. Kia Morning 216 màu vàng 195 triệu đồng. Đấy, 216 mà chỉ có 190 thôi nhá. La răng đúc phay 4 bánh, lốp láp đẹp. Nội thất ghế da hai màu đen đỏ, đăng kiểm còn dài. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Động cơ 1.25 số sàn 4 máy, nhỏ gọn tiết kiệm nhiên liệu. Máy số keo chỉ sơn xi đại chất, màn hình to rồi. Đấy, mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi.
Kia Morning 216 cho bác Diễn Đình quan tâm nhá. Đây còn vài đầu nữa để em quay luôn cho bác Diễn Đình cùng quan tâm này. 43 chào 34, nhiều xe đẹp quá, bác đời tài xế vâng. Anh em 34 để chào anh em 48 nhá. Cảm ơn bác đời tài xế rất là nhiều này. Chắc Linh Hoàng này. Đấy, anh chị quý mình quan tâm dòng nào, quan tâm mẫu nào, mạnh dạn để lại bình luận comment để em Tùng được tư vấn ạ. Kia Morning 216 1.25 số sàn màu đỏ đây. Màu vô cùng là cháy, vô cùng là may mắn đấy ạ. La răng đúc phay 4 bánh này, động cơ 1.25. Đấy, 4 máy rồi. Vừa đủ, vừa đẹp, tiết kiệm nhiên liệu cho gia đình nhà mình. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều, đăng kiểm thì còn dài. Đấy, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2022. Máy số keo chỉ, điện đóm thì đại chất này. Đấy, đi thì con số lột là 195 triệu đồng. Bác Quốc Hiệp có I12 đầu không anh? Vâng, bác Quốc Hiệp ơi, I12 đầu thì tạm thời bên em lại bán mất rồi nhá. Bác Quốc Hiệp đang quan tâm dòng I12 đầu, cứ để lại tin nhắn trong phần comment rồi em ạ. Đấy, để em một vài hôm nữa về thì em sẽ liên hệ với anh nhá. Vâng, chào bác Khổng Minh Đức này, chào bác Vũ Thị Thơ, chào bác Thái Nguyên Hưng, chào bác Linh Hoàng, chào đại gia đình mình ạ. Cảm ơn những lượt comment, những lượt chia sẻ, lượt like, lượt tim của gia đình mình rất là nhiều. Đấy, còn rất nhiều đầu xe đây, tư vấn gia đình ạ. Đây, để tiếp tục đáp ứng câu hỏi của bác nào mà hỏi là Morning 214 đây. Tiếp tục Morning 216 này, 215 triệu đồng. Tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng Hoa Phượng Đỏ đây. La răng đúc phay 4 bánh, lốp lắp đẹp sơn xi chất. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. 1.25 số sàn, 215 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng nhá. Có ASEAN 209 không bạn ơi? ASEAN 209, có ASEAN 209 nhá. Đây bác Anh Ngọc tham khảo dùm em đi ạ. Vâng, chào cua Hợi này, chào đại gia đình mình. Vâng, chào Thương Nguyễn nhá. Nhà mình những ai vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay, chia sẻ nhiều lên, thả tim thả like nhiều lên giúp em gia đình ơi, hoan hỉ lên ạ. Đâu nhỉ, ASEAN 209 đâu? Ở nhà mình xem ở chỗ nào nhỉ? ASEAN 209 bên em có nhá. 165 triệu đồng. Đấy, còn bớt còn thương lượng. Đây để em xem nó để đâu, nhiều xe quá lắm lúc cũng không nhớ luôn ạ. Bác Nguyễn Văn Phất à, Camry 2.0e nhập có không? Camry 2.0e nhập thì tạm thời bên em chưa có nhá. Những dòng xe gọi là hơi sang chút xíu đấy thì em lại chưa có. Bên em thì những loại xe gọi là tầm tầm tiền thôi, xe gọi là hơn cỏ một chút để phục vụ anh chị quý vị bà con nhân dân ạ. Tầm đời đời nó tầm tầm thôi. I10 hatchback 2018, I10 hatchback 2018 thì tạm thời bên em chưa có nhá. I10 hatchback thì bên em đang có chiếc đời cao nhất 2016 bác. Bác ơi, đây ASEAN cho bác nào quan tâm đi ạ. ASEAN 209 1.4 nhập hàn nguyên chiếc, động cơ 1.4 nhá, 1.4 số sàn, 165 triệu đồng, màu bạc sáng đây, đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, đảm bảo là còn bớt còn thương lượng cho gia đình mình ạ. La răng đúc lốp láp đẹp, máy số keo chỉ sơn xi đại chất nhá, mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi. 165 triệu đồng. Vâng, chào bác anh taxi à. Và chào bác Minh Tồ, chào bác Nguyễn Tuấn Văn Nguyễn này, chào bác Hồng Bích Nguyễn, chào bác Sĩ Hạnh, chào đại gia đình nhà mình ạ. Vâng, chào bác Tùng Nguyễn Lâm. Vâng, nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay, hoan hỉ lên gia đình ơi. 5-7 lượt chia sẻ thì có mất gì đâu nhỉ. Cứ chia sẻ nhiều cho em đi. Chia sẻ càng nhiều lại bớt càng nhiều cho anh chị quý vị nhà mình nhá. Đây còn rất là nhiều đầu xe tầm tầm tiền, quanh quanh dưới 600 triệu để phục vụ đại gia đình nhà mình. Thì vừa rồi là khá là nhiều đầu 5 chỗ rồi này. Đấy, tiếp tục đây em xin giới thiệu anh chị quý vị mình ở những mẫu 7 chỗ quốc dân này, mình cùng tham khảo giùm em nhé. Từ đời thấp đến đời cao, từ tiền nhỏ đến tiền lớn thì sao mình cùng tham khảo này. Toyota Innova vua 7 chỗ 206 nhé. Đời 206 là đời đầu tiên của Innova này. Đấy, động cơ 2.0 số sàn 8 chỗ ngồi. Bản G xịn này, bản G xịn đủ phun kịch, la răng đúc lốp láp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS ở hai bánh trước, hỗ trợ phanh tăng chống ở hai phía sau. Tay nắm cửa viền chân kính, ốp gương thì bọc lốp rất đẹp này. Có vẻ treo mưa ở trên cao. Vô lăng 3 chấu, tích hợp túi khí, đầu đàm hình to rồi, phục vụ nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị nhà mình. Con này là 230 triệu đồng. Đấy, bao rút hồ sơ cho anh chị quý vị mình. Đấy, Toyota Innova 206 ạ. Vâng, chào bác Thìn Vũ này, chào bác Nguyễn Viết Hồi, chào bác Guitar Hoàng, chào đại gia đình mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Vừa rồi là Toyota Innova biển 30 thủ đô này, 2006 này. Tiếp tục đây, Toyota Innova 2008 biển tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang. Đấy,
cờ tiền của anh chị quý vị gia đình nhà mình là 265 triệu đồng bản gò xịn này. Xe thì được trang bị hộp số VVTi vô cùng tiết kiệm nguyên liệu. Một dòng xe 7 chỗ đây, quốc dân vua của dòng 7 chỗ nhá. Nội thất mà với phân khúc 7 chỗ thì em thề luôn không có con nào mà rộng hơn được em đó ạ. Điều hòa cỏ Nhật thì rét buốt rét sâu, tạo cái điều kiện thoải mái cho anh chị quý vị mình đi đủ tải 8 người. Cam lùi cam hành trình thì có sẵn rồi. Nội thất ghế da màu be còn đẹp này. Trần thì vẫn là trần lễ zin nguyên bản theo xe nhá. 265 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng được cho gia đình nhà mình. Bản G xịn 208. Tay nắm cửa viền chân kính, ốp gương thì bóng lốc rất đẹp này. Máy số keo chỉ sơn xi thì đại chất. Đấy, một chiếc xe liền lạc về keo, liền lạc về thân vỏ này. Đấy, máy số thì ngoan nhá, chọn cho mình đi. Mang về sẵn đi sẵn sử dụng thôi, phục vụ nhu cầu gia đình nhà mình này. Đã đưa dịch vụ thì cũng vẫn là ok gia đình ạ. Vâng, cho bác máy công trình, cho bác Thanh Ngoan, cho bác Lê Sơn, cho bác Trần Hoàng, cho bác Tiến Nguyễn, cho bác Thìn Vũ, chào đại gia đình nhà mình trên ba miền Tổ quốc. Có con Y10 nào không? Y10 bên em rất nhiều luôn anh Kita Hoàng nhá. Đấy, giữ máy đi để em giới thiệu lốt cho gia đình nhà mình chiếc Innova này. Rồi em sẽ giới thiệu cho anh những đầu Y10 bên em có. Rất là nhiều đầu Y10 luôn nhá, anh đợi em một xíu thôi ạ. Innova 211 2.0 số sàn này, với lớp sơn màu xám xi rất đẹp đây. Đấy, 211 335 triệu đồng. Bản G xịn trên gửi gia đình nhà mình. Đấy, bản đổ full kịch luôn ạ. La răng đúc có phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện. Vô lăng túi khí này, tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng. Tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ đây. Hai mắt cảm biến lùi chống va chạm phía sau này. Nội thất ghế da điều hòa lau lạnh hai chiều, giá để đồ trên cao. Toyota Innova 211 vua 7 chỗ 335 triệu đồng xin gửi đến đại gia đình nhà mình. Đấy, các bác nào mà quan tâm dòng 7 chỗ quốc dân bên nó có 3 mẫu nhá, để gia mình cùng tham khảo thêm ạ. Vâng, cho Hoàng Đình, cho Thanh Ngoan này. Ok, Y10 nào không? Y10 có ngay đây. Y10 tư nhân chính chủ 30 thủ đô. Bản đủ phun kịch nhá, động cơ 1.0 số sàn. Đăng ký 5 chỗ ngồi, đăng kiểm thì còn dài. Đăng kiểm đến tháng 10, đăng kiểm đến tháng 3 năm 2023 này. La răng đúc lốp láp đẹp. Đấy, nội thất ghế da theo xe. Xin nhan trên gương. Đấy, xin nhan trên gương này. Vô lăng túi khí cách tích hợp các nút điều khiển. 245 triệu đồng. Đấy, cho bác quan tâm nhá. Đấy, nhà mình ai đang quan tâm một dòng xe hatchback quốc dân này. Đấy, Y10 tham khảo cho em chiếc này đi. 245 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng được ạ. Vâng, chào Lại Xuân này, chào Dũng Lê. Chào những khách hàng vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay. Vâng, mỗi người vừa vào xem buổi livestream hãy để lại cho em một lượt like, một lượt comment, cũng như một lượt chia sẻ lên trang cá nhân của hội cũng như hội nhóm đi. Cảm ơn anh chị quý vị gia đình mình rất là nhiều này. Đấy, siêu phẩm mới về đây. Báo giá sâu hơn chiếc này một chút cho mình cùng quan sát này. Toyota Vios màu vàng cát đây. Đấy, vàng cát này, đại cát đại lợi đây. Động cơ 1.5 hộp số VVTi vô cùng là quen thuộc của dòng Toyota Vios này, một dòng xe quốc dân nổi tiếng về sự tiết kiệm đây. Ăn đâu đó từ 5,5 lít đến 5,7 lít trên 100 km thôi. La răng đúc 4 bánh. Chiếc này là 4 nốp theo xe nhá. 4 nốp liền đời theo xe, tuần 16 năm 2019. Đấy, la răng đúc này, phanh đĩa chống bó cứng ABS ở 4 bánh rồi. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện. Mạng à? Mạng chán thế. Vâng anh Trần Văn Việt ơi, mạng bên này bên em vẫn ổn rồi nhỉ. Đâu đây em kiểm. Ok, chốt luôn Innova 2011. Có con Elantra nào không? Hay Altis màu đen số tự động không bác? Elantra và Altis màu đen thì tạm thời bên em chưa có này. Tầm tiền đấy thì bên em đang có con Seato và một con Accent nhá. Tham khảo cho em hai chiếc đấy đi anh ơi. Đây gì báo giá review thêm sâu gia đình mình hôm nay xe mới về đây. Vios 2019. Đấy, xe khác xe mới là năm sản xuất thôi. Còn máy số keo chỉ sơn xi bảo đảm 100% zin luôn. Vô lăng ba dấu túi khí an toàn này. Đầu đài màn hình theo xe, bản này là bản 7 túi khí nhá. Bản 7 túi khí gửi anh chị quý vị nhà mình, tư nhân chính chủ Hà Nội thủ đô. 515 triệu đồng, hỗ trợ trả góp cho anh chị quý vị mình quan tâm. Đấy. Chào bác Vũ Kiên Cường. Đâu, Innova, đâu để em báo giá là Innova cho anh xem nhá. Vâng, chào bác Phạm Thuật, chào bác Vũ Kiên Cường, chào bác Hùng Hoàng, chào bác Thịnh Phạm, chào bác Cường Tiền Nẻ. Ok, Innova này. Ấy anh Bùi Văn Duy ơi, tầm Elantra và Altis thì bên em đang có hai chiếc màu đen là Accent và một chiếc Seato anh nhá. Còn Altis và Elantra chưa có này, anh cứ
để lại cho em số điện thoại đi, một vài nữa mà nó về đầu Atit hoặc là Elantra nào thì em sẽ liên hệ với anh luôn này. Đây báo giá lại cho anh Minh luôn này. Đấy, Vios nhá. Đấy, Toyota Innova đây. Báo lại cho anh Innova này. 211 này, đấy, Innova 211 335 triệu đồng. Innova 208 265 triệu đồng. Đấy. Và Innova 206 230 triệu đồng nhá. Đấy, anh đang quan tâm đến đời nào? Đấy, để lại comment cho em đi. Để em tư vấn trực tiếp và sâu hơn cho anh trên bước sóng livestream ngày hôm nay nhá. Chốt được trên livestream này giảm ngay 5 triệu mà giá lại còn thương lượng cho anh chị quý vị mình. Vâng, chào bác Trần Cải này. Chắc vượt qua chính mình, chào bác Xuyên Ân, chào bác Trần Dũng. Có 7 chỗ không? Bác Bùi Yên đây, 7 chỗ đây bác Bùi Yên ơi. Vâng, chào bác Nhật Phạm. Đấy, có 7 chỗ trước máy quay đây. Đấy, Innova đây, lồi đồng cuối đá mà phá không chịu hỏng đây. 211 335 triệu đồng, 208 265 triệu đồng và 206 đời đầu 230 triệu đồng gửi đến gia đình mình ạ. Vâng, chào anh Chiến Giáp này, chào bác Trần Ngọc này, chào đại gia đình của mình. Vừa rồi là khá là nhiều đồ quốc dân quen thuộc. Tiếp tục để báo giá thì mình một đầu nhỏ gọn tiếp này. Matiz 208 bản SE 46 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng cho gia đình nhá. Sơn xi đẹp, máy số keo chỉ chất, động cơ 0.8 số sàn, ăn xăng như liếm như người thôi. Đấy, nhỏ gọn tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp cho anh chị quý vị là mình đang tập lái này hoặc là bổ túc tay lái nhá. Màu trắng 46 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng này. Bác nào đang quan tâm dòng xe nhỏ giá thấp tiết kiệm nhiên liệu, tham khảo cho chiếc này gia đình ơi. Vâng, chào bác Sinh Lê, chào bác Chiến, chào Chiến Giáp, chào bác Trần Thị Thu Hằng, chào đại gia đình nhà mình ạ. Vâng, anh chị quý vị mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay, mạnh dạn lên comment đi, chia sẻ đi để lan tỏa buổi livestream này hơn. Để những bác nào mà đang quan tâm những dòng xe cũ mà đang chưa có địa chỉ nào mà tin cậy nhất nhá, đến với Tây Tùng, đến với chợ ô tô đầu mối Hải Dương để xem xe và chọn cho mình những mẫu xe ưng ý nhất này. Tiếp tục lại 7 chỗ gửi đến gia đình ơi. Vâng, chào bác Mộc Công Bắc vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay. Mitsubishi Jolly 2006 2.0 số sàn 7 chỗ mà chỉ có 135 triệu đồng thôi. Đấy, còn bớt còn thương lượng cho gia đình của mình này. 7 chỗ này, máy số keo chỉ sơn xi chất, gầm cao máy thoáng, la xăng đúc 4 bánh, cam đồi cam hành trình đầy đủ, nội thất ghế da, điều hòa lắng lạnh 2 chiều rét buốt. 7 chỗ mà chỉ có 135 triệu đồng thôi gia đình ơi. Phục vụ mọi nhu cầu này, tránh mưa tránh nắng đi chơi. Đấy, du lịch đường dài cả gia đình nhá, 7 chỗ ạ. 29i1791 tư nhân chính chủ 29 thủ đô. Vâng, chóc Đương Mai này, chóc Thanh Trình, chào bác Yên Bùi có Fortuner không em? Có Fortuner bác Yên Bùi nhá. Đấy, nhắn tin trực tiếp qua văn bếp em đi. Còn Fortuner đấy hôm nay thì tạm thời đi công vụ không có nhà, nhưng có Fortuner cho bác nhá. Vâng, chóc Mộc Công Bắc, chào bác Quyên Mikenko. Vâng, chào đại gia đình nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay, chào bác Hứa Liên ạ. Em Tùng tiếp tục báo giá cho thầy mình cùng tham khảo những dòng xe hiện đang có bên em. Cứ mạnh dạn để lại comment, để lại bình luận để em tư vấn sâu và chi tiết nhất cho thầy mình ạ. Hyundai Grandi 12 chiếc trước máy quay, Ford RS 7 chỗ số sàn máy dầu không em? Ford RS 7 chỗ số sàn máy dầu thì tạm thời bên em lại chưa có anh nhá, tiếc quá. Anh cứ tạm thời cho em xin một lượt like, một lượt theo dõi kênh YouTube cũng như kênh fanpage chính thức của bên em. Lao một con đầu Ford RS 7 chỗ nào thì em sẽ gọi điện trực tiếp cho anh ạ. Cảm ơn anh vượt qua chính mình rất là nhiều. Có con nào mình mua được không? Vâng, bác Quyên Mikenko cứ để lại tầm giá bao nhiêu, đòi xe như thế nào đi để em tư vấn cho nó dễ nhá. Còn xe nào thì bên em đại gia đình đều mua được ạ. Đấy, toàn xe tầm tiền thôi, phục vụ bà con nhân dân. I12-14 bản đủ 240 triệu đồng, la răng đúc lốp lao đẹp, gương kính cụp xoay điện xin nhan trên gương. Đấy, vô lăng túi khí, tích hợp các lưu điều khiển, đăng kiểm còn dài, đăng kiểm đến tháng 3 năm 2023. 245 triệu đồng, máy số keo chỉ sơn xi zin, còn bớt còn thương lượng. Vừa rồi là bản đủ này, bản tiêu chuẩn đây gửi gia đình mình này. Đấy, các bác nào nhu cầu dùng đến bản đủ thì chọn cho em chiếc vừa rồi này, mà nhu cầu chỉ đến bác, chỉ đến tiêu chuẩn thôi, dùng cho em chiếc này. I10 bản tiêu chuẩn màu trắng 2014, đăng ký năm bánh năm 2017, 1.0 số sàn, máy số keo chỉ sơn xi đại chất luôn. Đấy, nhỏ gọn tiết kiệm nhiên liệu màu trắng nhá, 195 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng. Nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, cho Thanh Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi gia đình ơi, có mất tiền mất bạc gì đâu. Đấy, cảm ơn đại gia đình mình rất là nhiều ạ. Vâng, chào bác Hà Nguyễn Duy, chào bác Cường Mạc, chào bác Hồng Dương, chào bác Nguyễn Văn Nguyên, chào bác Lợi Huyền, chào bác Nguyễn Thành Lam. Vâng, chào đại gia đình mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Qua bước sóng livestream ngày hôm nay, cho em Thanh Tùng gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến đại gia đình mình. Bác Lợi Huyền có Innova 140
Innova tầm 140 triệu thì tạm thời bên em chưa có bác Lợi Huyền ơi. Đấy bác cứ để lại số điện thoại đi, nhắn tin trực tiếp vào fanpage cho em nhé. Nào có đầu Innova là tầm 140 thì em sẽ gọi điện cho bác ạ. I10 có bán trả góp không anh bác Nguyễn Đạt Quang? I10 bên em có bán trả góp anh nhá. Đấy anh cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage em đi để em tư vấn thêm cho anh ạ. Vâng, chào Quốc Bảo này. Vâng, chào đại gia đình nhà mình, chào Cơ Dương. Tiếp tục đây, Kia Morning 2010 đăng ký vào bánh năm 2013. Máy eco nhập Hàn nguyên chiếc. Đấy, máy eco thì vô cùng tiết kiệm nguyên liệu mà mang động cơ chỉ có 1.0 gia đình mình ơi. La chết đi nhập khẩu có không? La chết đi nhập khẩu có. Nguyễn Văn Nguyên em mua chạy dịch vụ. Ok anh, chạy gia đình cũng tốt mà chạy dịch vụ cũng tốt anh nhá. Có Morning không? Đây, đang có Morning đây. Có Morning ạ. Đây chào bác Tuấn Hải này. Số tự động 250 triệu 2015 có không em? Số tự động tầm 250 triệu. Anh cứ tiếp tục theo dõi buổi livestream ngày hôm nay của em đi thì em tư vấn thêm cho anh nhé, anh tham khảo ạ. I10 đây, Kia Morning 2010 đăng ký năm 2013. Máy eco nhập Hàn nguyên chiếc này. Đấy 1.0 số tự động. Những bác nào mà muốn chọn cho mình một chiếc xe số tự động nhỏ gọn này, tham khảo cho em chiếc này. Đăng kiểm đến tháng 5 năm 2023. Vô lăng 3 chấu tích hợp túi khí này, điều hòa ô tu nhá. Đấy 235 triệu đồng. Giá được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, điều hòa auto 2 chiều Zbus luôn. Còn bớt còn thương lượng được cho anh chị quý vị gia đình nhà mình ạ. Vâng, chào bác Khúc Văn Công này. Đấy, bác Khúc Văn Công vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay. Cho Thanh Tùng xin 57 lượt chia sẻ đấy bác Khúc Văn Công ơi. Vâng, chào bác Cuộc Đời Phong Ba này, chào bác Khương Lê Văn, chào bác Nguyễn Tấn, chào bác Trần Thị Tươi, chào bác Hầu Thưởng. Chào đại gia đình sang đang xem buổi livestream ngày hôm nay ạ. Cạnh mẫu Kia Morning 2010 vừa rồi. Tiếp đây nhà mình cùng tham khảo giùm em này. La City 2008 đăng ký vào bánh năm 2010. 1.5 số sàn. Đấy, biển tư nhân chính chủ 30 thủ đô đây. Na răng đúc lốp láp đẹp, máy số keo chỉ sơn si đại chất nhá. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Đăng kiểm đến tháng 12 năm nay. Đấy, 135 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng cho anh chị quý vị đang quan tâm này. Na City rồi này. Đấy, cùng theo dõi hết với em buổi livestream ngày hôm nay đi để tham khảo cho mình xem có ưng ý đầu nào đâu, đầu xe nào không nhá. Cạnh mẫu La City em xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình. 210 triệu đồng. Genta 2010 số tự động 1.6. Đây. Bản đổ phun kịch nhá. Máy số keo chỉ sơn si thì còn đẹp còn chất này. Đấy, cặp đèn pha zin theo xe, trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều. Tư nhân chính chủ 99 Bắc Ninh quê hương của những làn điệu con họ chữ tình đây. Đăng kiểm còn rất là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. 1.6 số tự động nhập Hàn. Đây xin quay phần nội thất bên trong cho đại gia mình cùng tham khảo giùm em nhé. Vô lăng 4 chấu, túi khí an toàn trên vô lăng. Đấy, táp lô táp ly thì như trong nhà sản xuất đi ra luôn. Đấy, còn đẹp còn mới này. 200 triệu đồng thôi, một chiếc xe số tự động gửi đến gia đình em nhé. Nội thất ghế ra theo xe. Đấy, giá còn bớt, còn thương lượng cũng như là giá tham khảo cho anh chị quý vị nhà mình. Vâng, chào bác Công Hậu, chào bác Lam Vũ này, chào Trần Linh, chào đại gia đình mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Vâng, thì hôm nay cũng cuối ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 rồi nhá. Thì em cũng xin chúc mai gia đình nhà mình bắt đầu ngày mới này, công việc mới một cách vui vẻ và sức khỏe nhất ạ. Cạnh mẫu số tự động sedan 2 đồng Genta 2009 rồi này. Tham khảo giùm em tiếp đi gia đình ơi. Kia Morning 2009 1.0 số tự động. Một mẫu xe nhỏ gọn tiết kiệm nhiệt này, phù hợp những bác nữ nào hoặc như anh chị nào mà vừa có bằng muốn bổ túc tay lái, chọn cho mình một chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu. Lớp sơn màu trắng, cặp đèn pha trái xoài còn đẹp 1.0. Số tự động 2009 nhá, đăng kiểm còn dài, đăng kiểm còn nửa năm nữa đến tháng 3 năm 2023. Máy số keo chỉ còn zin còn đẹp. 190 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng. Vâng, chào bác Nguyễn Đức, chào bác Lê Anh, chào Công Hậu. Chào đại gia đình mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Những bác nào vừa vào xem buổi livestream này hãy tạm ứng cho em xin một lượt like, một theo dõi đi để không bỏ lỡ vào khung giờ 8 giờ 30 phút mỗi tối, khung giờ vàng trên VTV3. Em lại xin phép bên sóng báo giá livestream cho anh chị quý vị nhà mình ạ, cũng như là trò chuyện và tương tác. Đấy, tìm 4 chỗ 7 chỗ cứ đến với chợ ô tô đầu mối Hải Dương gia đình mình nhá. La chất ti 212 190 triệu đồng, 1.5 số sàn, tư nhân chính chủ 34A Hải Dương đây. 4 mùa không ngập lụt, quê hương bánh đậu xanh đấy ạ. Đấy, sơn si máy số keo chỉ chất nhá. Sedan 2 đầu màu đen, đấy, lịch sự sang trọng, mang về săn đi săn sử dụng, phục vụ nhu cầu cơ bản từ tránh mưa tránh nắng tập lái. Xíu nữa là đưa con đi học, đưa vợ đi chơi hoặc là giao lưu gặp gỡ bạn bè,
190 triệu đồng xin gửi đến gia đình nhà mình. Vâng, chào Nguyễn Trương, chào Nguyễn Khuê, chào Nguyễn Tôn, chào Nguyễn Đức, chào đại gia đình chợ ô tô đầu mối Hải Dương trên ba miền tổ quốc. Ok, tài chính 200 triệu thiếu trả góp được không? Vâng, Mo Linh tầm đấy trả góp được bác nhá. Có Isuzu, Isuzuki là 2013 không? Cho em xem i10 tầm bao nhiêu tiền đấy có trả góp không anh? i10 tầm 240 triệu có trả góp nhá. Mo Linh 2016 có trả góp nhá. Đấy. Tiếp theo đây báo giá cho mình tiếp tục này. Vay hốt khoảng 250 triệu có không? Vay hốt tầm 250 triệu có nhá bác hậu trường nhá. Đấy bác nào mới vào ủng hộ em đi bằng một lượt chia sẻ đi cho mình ơi. Bác Nguyễn Đức ghét bao nhiêu tiền? Đây ghét ngay trước máy quay đây. Có i10 đầu 200 không? Có i10 đầu 200 bác Nguyễn Trương nhá. Xe mấy năm thì đăng kiểm 6 tháng à? Xe từ đời 2010 thì đổ xuống cái đăng kiểm 6 tháng nhá. Vâng, chào đại gia đình nhà mình ạ. Đấy, những bác nào mà em lỡ mà chưa trả lời được những câu hỏi của gia đình mình cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Đấy, tư vấn cho gia đình mình 24/7. Chào anh Nguyễn Văn Khang này, chào bác Vi Văn Luyến, chào Nguyễn Văn Quyết, chào đại gia đình mình. Vâng, chào bác Hoan Hảo này, chào Bùi Hưng, chào bác Lê Đức Thọ. Đây, ghét đây. Ghét 209, 135 triệu đồng. Bán trực tiếp tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương, giảm ngay 10 triệu đồng. 1.0 số sàn nhá. La răng sắt ra xe này, lốp đáp thì còn mới. Đây, máy số keo chỉ sơn xi đại chất. Lội thất ghế lỉ theo xe nhá. Lội thất ghế lỉ theo xe luôn. Đấy. Có kinh khủng ạ. Một chiếc đời 2009 mà chủ vô cùng giữ gìn luôn. Lội thất vẫn là ghế lỉ theo xe. Vô lăng ba dấu túi khí toàn trên vô lăng. Đấy, còn bớt còn thương lượng gia đình nhà mình 135 triệu đồng. Vâng, chóc Lê Cảnh Hùng này, chóc Đình Dương, chóc Thúy Châu, chóc Nguyễn Văn Khuyên này. Đấy, chào đại gia đình nhà mình ạ. Cạnh sản phẩm từ nhà Hyundai vừa rồi này, tiếp tục báo giá gia đình nhà mình đây. Những chiếc sedan 2 đầu màu đen này, Grandtra 209 màu đen sedan 2 đầu 135 triệu đồng. 1.5 số sàn, máy số keo chỉ CNC chất, tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh đây. Vâng, chào Công Phạm này, chào bác Trần Then này, chào Lê Cảnh Hùng. Vâng, chào Đình Dương, chào Thúy Châu đều đại gia đình nhà mình. Có Fortuner trả góp không bạn? Bác Hải Loan, Fortuner thì bên em lại không hỗ trợ trả góp mà bác nhá. Bác cứ nhắn tin qua fanpage cho em đi để em tư vấn thêm cho ạ, để sao có một cái mức giá hợp lý nhất để anh lấy nhá. Sedan 2 đầu màu đen 2014-2012 không anh? À, Santa Fe màu đen 2012 thì tạm thời bên em chưa có anh Lê Đức Thoại nhá. Có Kia Morning vẫn bán trả góp anh ạ. Vâng, chào đại gia đình của mình này. Vâng, nhà mình đang xem buổi live stream ngày hôm nay. Em vẫn đưa chìa khóa. Đưa cho chú Việt ạ. Chia sẻ nhiều lên, like nhiều lên gia đình mình ơi. Vâng, chào Ngô Văn Hùng này, đang xem buổi live stream ngày hôm nay ạ. Đây, Genta 135 triệu đồng 2009 này. 1.5 số sàn, còn bớt còn thương lượng cho anh chị quý vị nhà mình đang quan tâm nhá. Đây, ASEAN giới thiệu rồi này. 165 triệu đồng 209, 1.4 số sàn nhập hàng này. Tiếp tục đến một vật dòng 7 chỗ đây. Vivan T209. Đây, 2.0 số tự động gửi đến gia đình nhà mình với cửa tiền. Gửi gia đình nhà mình với cửa tiền là 193 triệu đồng nhá. Có ship vào Đà Lạt không em? Bên em ship toàn quốc luôn anh nhá. Đấy, anh quan tâm mẫu nào nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi để em tư vấn cho ạ. i10 tầm 200 có anh nhá. Đấy, Vivan T2.0 số tự động 2009. Máy số keo chỉ sơn si thì còn zin còn rất à. Tư nhân chính chủ 34 Hải Dương, 4 mùa không ngủ lụt. Đấy, 193 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng cho gia đình mình một mẫu 7 chỗ nhá. Đây, Vios rồi này, con Vios này giới thiệu rồi này, 240 triệu đồng này. Đấy, bản e xịn này. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều ạ. Vâng, cảm ơn chia sẻ nhiều lên, bình luận nhiều lên gia đình mình ơi. Vâng, chào bác Thanh Nghiệm hút này. Ui giời, chắc Trần Hà hiện là giàu rồi. Chào bác Vũ Hưng, chào bác Tôi Văn, chào đại gia đình mình này. Mitsubishi Outlander 2016 SUV gầm cao máy thoáng đây. La răng đúc phanh đi ABS 575 triệu đồng gửi đến gia đình nhà mình. Đấy, Đức Sơn màu xám xi măng rất đẹp đây. 2.0 số tự động. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp nhá. Một sản phẩm đến từ nhà Mitsubishi xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình ạ. 575 triệu đồng. Đấy, hỗ trợ rút hồ sơ cũng như là trả góp cho gia đình mình. Chiếc này thì bên em hồ sơ cầm tay rồi ạ. Đấy, là những thủ tục mà sang tên bấm biển cho mình chỉ trong vòng một lốt nhạc thôi. Con ghét giá sao vậy? Cạnh biển 14. Con ghét đấy chỉ có 135 triệu đồng thôi. Đấy, ghét 135 triệu đồng màu xanh. Nhắn tin trực tiếp qua fanpage đi để được em tư vấn ạ.
cho mình xem Fortuner được không bạn? Con Fortuner đấy thì bên em hôm nay tạm thời đi công vụ nhá. Anh Hải, bác Hải Lan nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em để em cho bác xem hình ảnh con đấy nhá. Đấy, bảo đảm pháp lý an ninh trọn đời, máy số keo chỉ sơn si thì chất, không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích vào nước. Nhắn tin trực tiếp qua fanpage đi để em tư vấn sâu cho. Xem con Vios 250 triệu nào. Ok anh. Đấy, Vios 250 triệu đây. Đấy. Vios bản E đây, 2010. Bản E xịn 240 triệu đồng đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. La răng đúc 4 bánh, phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương. Gương kính cụp xoay điện này, máy số keo chỉ sơn xịn còn chất. 240 triệu đồng. Vâng, chào bác Nguyễn Thế Đào, chào Mùi Đoàn Văn, chào Phúc Nguyễn, chào Đình Hợi, chào đại gia đình nhà mình trên ba miền của Tổ quốc ạ. Innova tầm 200 triệu có anh ơi. Đấy. Để em quay cho anh Innova tầm 200 triệu anh tham khảo nhá. Đây em giới thiệu lốt chiếc này ở cái hàng dưới này đi. Rồi sẽ có Innova tầm 200 triệu cho anh này. Toyota Vios tập lái cho anh chị quý vị mình đây. Máy số keo chỉ sơn xi đẹp 135 triệu đồng. Toyota Vios 2007 tư nhân chính chủ 34 Hải Dương 4 mùa không một lùn này. Đấy. Sơn xi sạch sẽ, nội thất thì thơm tho, mang về sẵn đi sẵn di chuyển thôi. Đăng kiểm còn dài, đăng kiểm đến tháng 10 tháng 2 năm 2023. Đấy, 135 triệu Toyota Vios bản G 2006 ạ. Đấy, em đang không đọc được ở comment luôn. Có Kia Morning màu đỏ. Ferrari thì không có rồi bác Thanh Nhân Hút ơi. Con biển 14 vừa rồi à? Đây, biển 14 vừa rồi đây. Đây con biển 14 vừa rồi nhá. Con Vios này thì là 240 triệu đồng này. Còn con Gentra này là 135 triệu đồng nhá. Tham khảo dùm em đi gia đình ơi. Có Ferrari thì tạm thời chưa có nhá. Morning màu đỏ thì có này. Đây, Vios tầm Innova tầm 200 triệu. Đợi em một xíu để em tư vấn cho ạ. Đây, Kia Morning màu đỏ đây bác Viết Tùng ơi. Kia Morning màu đỏ 2016, 1.25 số sàn 4 máy. La răng đúc 4 bánh này. Máy số keo chỉ sơn xi đại chất rồi. Đấy, 195 triệu đồng. Còn bớt, còn thương lượng được cho anh chị quý mình đang quan tâm nhá. Cảm ơn những lượt bình luận của gia đình mình rất là nhiều này. Đấy, Y10 thì bên em tầm hơn 200 xíu, 245 triệu cho bản đủ. Và 200 triệu đồng tròn cho bản thiếu, bản tiêu chuẩn. À, bản tiêu chuẩn chứ không bản thiếu nhá. Đấy, cho Quý Quang Trương, cho Trần Lê, cho Lê Duy Phượng, cho Thiên Phúc, cho Xuân Béo, cho Quỳnh Phạm, cho Lê Trọng. Chào đại gia đình mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Những bác nào mà chưa chào thì cũng cứ cho em cái lời chào đi. Đấy, cảm ơn gia đình mình rất là nhiều này. Đấy, còn rất là nhiều xe để giới thiệu gia đình mình nhá. Đây, Innova tầm 200 triệu đây. Bác nào tham khảo giúp em đi. Vâng, chào Bùi Văn Thạo này, chào bác Lông Văn Tùng. Vâng, chào bác Quy Văn Kỳ Trương Quan. Đây, Innova tầm 200 triệu đây. 230 triệu Innova 206 2.0 số sàn. Đây, em xin quay phần nội thất bên trong nhé. Ngoại thất bên ngoài thì còn đẹp luôn đấy gia đình ạ. Đấy, nội thất bên trong đây. Vô lăng 4 chấu, túi khí toàn trên vô lăng 229 triệu đồng. Đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương đây. Màn hình Viva cỡ to này phục vụ mọi nhu cầu giải trí cho anh chị quý vị nhà mình. Đăng ký 20 sản xuất 2016, đăng ký 2008. Máy số keo chỉ sơn xi thì còn chất còn đẹp. Cảm ơn gia đình mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay ạ. Vâng, chào bác Cu Kiệu, chào bác Lê 8. Chào đại gia đình nhà mình. Vâng, chào bác Trung Dũng. Ok. Cứ để lại chia sẻ đi, bình luận nhiều lên, comment nhiều lên gia đình ơi. Nhà mình nhiều xe đẹp chất quá. Vâng, cảm ơn bác Trần Tuân rất là nhiều này. Ok, bác Trần Lê này, em đã chụp ảnh màn hình lại số điện thoại của anh nhá. Outlander giá bao nhiêu, đời bao nhiêu à? Đấy, con Outlander này là đời 2016, giá 575 triệu đồng. Để em giới thiệu lại cho bác Minh Huấn Kia nhá. Nhiều xe đẹp quá bác Trọng Lê Tiến Trọng. Vâng, cảm ơn bác rất là nhiều này. Rất là nhiều xe đẹp luôn. Phải xe đẹp, xe chất lượng thì bên em mới dám mang về phục vụ toàn thể anh chị quý vị gia đình nhà mình ạ. Đây, Outlander đây. Outlander 2016, đăng ký năm bánh 2018, 2.0 số tự động, nhập nhật cả cục luôn. Đấy, nhập nhật cả cái luôn. Máy số keo chỉ sơn Cizin 100% này, bao test hãng, hỗ trợ rút hồ sơ cũng như là trả góp cho anh chị quý vị nhà mình. Đấy, một dòng xe đến từ Nhật đây. Tham khảo dùm em đi. Đấy, gia đình mình ơi, đang xem livestream ngày hôm nay, chia sẻ nhiều lên, bình luận nhiều lên gia đình ơi. Đấy, lượt tim, lượt like, lượt chia sẻ là nguồn động lực cho em nhé. Để tận hiến hơn, để phục vụ anh chị quý vị nhà mình. Có Morning màu đỏ trả góp tài chính anh có 100. Anh vượt qua chính mình. Có con đấy mà, con đấy nếu mà bên ngoài miền Bắc này, bên ngoài miền Bắc thì em hỗ trợ được, còn anh trong Đà Lạt thì em lại không hỗ trợ được trả góp anh nhá. Đấy, anh cứ tham khảo bên em đi. Anh cứ tham khảo tiếp đi để xem con nào nó
ok nhất để em tư vấn cho anh nhá. Còn đấy thì bên em lại không có chọn có bác anh rồi, tiếc quá. Vâng, cảm ơn những lượt team của bác Trần Tuân rất là nhiều này. Chào đại gia đình nhà mình ạ. Đây, còn rất là nhiều đầu xe đây để phục vụ đại gia đình nhà mình nhá. Vâng, cảm ơn hơn 100 khách hàng đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Cảm ơn gia đình rất là nhiều này. Tiếp tục báo giá những dòng xe lướt đời cao để mình cùng tham khảo ạ. Đây, Accent đây, Accent 219 đây nhà mình ơi. Accent 219 màu đen, tư nhấn chính chủ 15 hoa phượng đỏ đấy ạ. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu à công nghệ bi cầu xin lỗi mình ạ. Công nghệ bi cầu siêu hiện đại. Mặt ca lăng vô cùng thể thao đây. Với cửa tiền là 430 triệu đồng, 1.4 máy xăng. Đây, 1.4 máy xăng số sàn nhá. Em sẽ quay phần nội thất bên trong. Đây, option bên trong cho anh chị của mình cùng tham khảo ạ. Vô lăng ba chấu này tích hợp túi khí và các nút điều khiển trên vô lăng. Đầu đà màn hình theo xe này. Đấy, các nút điều khiển này trang bị cổng AUX USB, cổng nguồn 12V rồi, đè lổ start top nhá. Vô lăng túi khí bên phụ nhá. 430 triệu đồng. Accent 2019 zin đến từng con ốc luôn. Đấy, hỗ trợ trả góp cũng như là bao test hãng cho anh chị quý vị nhà mình. Đăng kiểm thì còn miên man, đăng kiểm đến tháng 7 năm 2023. Vâng, chào bác Trần Tuân, chào bác Cao Hiền, chào đại gia đình mình ạ. Không ở đâu bằng chợ ô tô đầu mối cả. Ê, không ở đâu hạnh phúc mà tràn trề tình yêu thương ở chợ ô tô đầu mối cả. Vâng, cảm ơn Nam Sách Hải Dương nhá. Đi đâu chỉ tí thôi là về ngay. Ok, cảm ơn gia đình mình rất nhiều. Xe ô tô thì nhiều, trà thì ngon, thuốc thì thơm, điện thì sáng. Đấy, này nghe Thanh Tùng có nghe giới thiệu về xe con. Đủ các loại phân khúc từ mấy chục triệu cho đến mấy trăm triệu nhá cả nhà mình ơi. Vâng, cảm ơn chủ tịch Cao Biển rất là nhiều này. Đấy, nhà mình chia sẻ lên like nhiều lên gia đình ơi. Có ghét không bác Vũ Đức Bình? Có ghét này, miền Nam có trả góp không? Miền Nam thì bên em để tạm là hỗ trợ bên miền Bắc thôi. Chắc một đang làm thủ tục và các thứ để hỗ trợ cho tất cả anh em trong miền Nam cũng như là toàn thể anh chị quý vị ba miền trên tổ quốc nhá. Đấy, những đóng góp ý kiến của gia đình nhà mình. Đấy, để bên em phát triển hơn rất là nhiều đấy. Cứ bình luận đi, cứ đóng góp đi. Giá còn bớt còn thương lượng cho gia đình ạ. Không hỗ trợ trả góp thì sẽ bớt kịch sàn, bớt làm sao mua thì thôi nhá gia đình nhá. Vâng, cháu Dũng Thái Hải này. Đấy, cháu Nguyễn Minh Đức, chào đại gia đình nhà mình. Accent 219 này, xe siêu lướt này, 430 triệu đồng này. Tiếp tục một đầu xe siêu lướt đây. Kia K3 2016, đăng ký cuối năm 2016, sản xuất cuối năm 2016, đăng ký năm bánh đầu năm 2019 này, động cơ 1.6 số sàn, 7 cấp số, 6 cấp số tiến, 1 cấp số lùi nhá. Tư nhân chính chủ 34 Hải Dương 4 mùa không lụt. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp đây. Ok, Zalo nhá, gửi vài con Innova. Ok anh, sẽ gửi vài con Innova cho anh tham khảo này. Cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Chia sẻ nhờ hộ em đi anh Khánh Vy ơi. Chào đại gia đình mình ạ. Những bác vừa xem buổi livestream ngày hôm nay, cho Thanh Tùng gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, những lời chào thân thương nhất đến đại gia đình nhá. K3 2016 đăng ký năm bánh 2019 này. Chiếc này là dòng cuối cùng của đời K3 này. Xe thì mang biển tư nhân chính chủ 34 Hải Dương 4 mùa không lụt. La răng đúc lốp láp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng AS, xin nhang dạng Mỹ tích hợp trên gương này. Đấy, hàng cực độc đây, hàng thúc chuột đây, gửi đến gia đình mình ạ. Máy số keo chỉ sơn si thì còn zin, bao test hãng cho anh chị quý vị mình. Đấy, bao test hãng trên toàn quốc này. Phát hiện lỗi tặng 5 triệu gia đình mình. Vô lăng ba chấu, đầu đàn hình theo xe. Vô lăng tích hợp túi khí an toàn và có nút điều khiển này. Đấy, nội thất bên trong còn zin luôn, từ nhà sản xuất như nào thì bây giờ em nó vẫn như thế nhá. Đấy, xe giữ được đến 99,9%. 430 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng. Innova 207, 209 có không em? Innova 207, 209 có anh nhớ. Mazda CX-5 thì tạm thời lại chưa có ạ. Cho xem ghét đi anh, ok. Rồi, để sang đầu bên kia để nhà mình cùng tham khảo ghét này. Cùng tham khảo Innova nhá. Đấy, giữ máy quay đi. Em mà lỡ chưa giới thiệu được, đấy, cứ bình luận, cứ comment để em Tùng giới thiệu cho gia đình mình nhá. Đấy, bình luận mà comment đến nào mà giới thiệu thì thôi. Innova đây, 207, 209 đây. Đây, giới thiệu 3 con Innova này. Tham khảo cho em một chiếc 211 đi, bác Thoại Đình ơi. Innova 211, 335 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn si zin. Cam kết là không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích ngập nước. Đấy, bảo hành về pháp lý trọn đời. La răng đúc 4 bánh này, phanh đĩa chống bó cứng ABS. Đấy, hai mắt cảm biến lùi chống va chạm phía sau. Biển tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng này. 335 triệu đồng, bao rút hồ sơ cũng như là hỗ trợ trả góp cho anh chị quý vị nhà mình. Ok, tiếp tục là 207, 209 đây. Giữa 207, 209 này cộng vào chia đôi này, 208 này, 265 triệu đồng bản G xịn 2.0 nhá. Đây, dòng vua 7 chỗ đây, nhỏ gọn. À xin lỗi ạ,
dòng vua 7 chỗ tiết kiệm này, đấy. Phân khúc nội thất thì rộng nhất của dòng 7 chỗ nhá, 265 triệu đồng. Đang được chào giá tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Cảm ơn gia đình nhà mình rất là nhiều này. Innova 206 đây, tiếp tục tham khảo gia đình ơi. Innova 206 đời đầu Innova bản G xịn 2.0 số sàn. Đấy, máy số keo chỉ sơn sinh thì đại chất. 225 triệu đồng. Đấy, còn bớt còn thương lượng. Vios 213 không anh. Vios 213 có nhá. Quay cho vào giá à? Quay chỗ vào giá à? Đây 229 triệu đồng này, 265 triệu đồng và 335 triệu đồng, 206, 208, 211. Đấy, giá công khai bán trên 3 miền Tổ quốc. Vios tầm 200 quay đầu có, xe tô bao nhiêu thế? Xe tô bên em đang có một chiếc 2017. Con đấy đang bán là cửa tiền à, 420 triệu đồng nhá. Con đấy thì hôm nay tạm thời đi công vụ một chút xíu này, nhắn tin trực tiếp qua fanpage, đem gửi hình ảnh chi tiết cho nó cho à. Bao test hãng 420 triệu. Hỗ trợ trả góp Vios 213 có nhá. Vâng, đây rồi, để tìm Vios 213. Đây cho xem ghét nhá. Đây để trả lời những bình luận trước đi. Bác nào thì cũng đến lượt em xin trả lời tất cả những bình luận gia đình của mình. Đây, kết màu xanh đây. Kết màu xanh 135 triệu đồng, 2009, 1.0 số sàn. Nhỏ gọn, tiết kiệm, bền bỉ, một sản phẩm đến nhà Hyundai đây. Tư nhân chính chủ 89 Hưng Yên. Đấy, biển 4 số, một chủ từ đầu, 135 triệu đồng. Tham khảo cho em đi gia đình mình ơi. Vios 213, ok, để sang Vios 213 này. Giảm giá nữa đi, có còn giảm giá, cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage đi, còn giảm giá nữa. Có Civic tầm nhô 200 không? Civic tầm nhô 200 thì tạm thời tiếc quá, chưa có mẫu nào này. Anh cứ cho em xin một lượt like, một lượt theo dõi đi. Đấy, hoặc là cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage để em tư vấn cho anh tầm phân khúc cùng với Vios nhá. À, cùng với Civic nhá. Đây, Vios 213. Đây, 213 thì tạm thời chưa có. Giới thiệu tạm trước này đi. 213 chưa có này. Đâu, đầm xếp 2010 đâu. 2010 xem chỗ nào, tư vấn trước cho anh nhá. Đây, xong rồi tư vấn cho anh chiếc cao hơn một xíu này. Đấy, bác nào đang quan tâm đến Vios 2013 tham khảo cho em chiếc này đi. 2010, 1.5 số sàn bản E, 240 triệu đồng nhá. Đấy, màu đen còn rất là đẹp luôn. Đấy, nhắn tin qua fanpage cho em đi, để em tư vấn thêm này. Còn cao hơn 2013, có cao hơn 2013 để nhà mình cùng tham khảo nhá. Đâu nhỉ? Comment nhiều lên, thả tim thả like nhiều lên gia đình mình ơi. Cảm ơn anh chị quý vị rất là nhiều này. Đấy, cứ nhắn tin, cứ thả tim thả like. Nhắn tin vào khung giờ này mua được xe giảm ngay 5 triệu, giá còn bớt còn thương lượng. Giảm giá nữa đi, vâng, còn giảm nữa, còn giảm sâu, còn bớt sâu nhá. Bớt kịch sàn, bớt tụt quần thì thôi, bớt làm sao mua được thôi gia đình ơi. Vâng, chào bác Nguyễn Nhân, chào bác Phạm Văn Dung, chào bác Tâm Linh Nhậm Màu, chào bác Đỗ Lam, chào bác Thái Hoàng, chào bác Dũng Nan, chào đại gia đình nhà mình trên ba miền của Tổ quốc ạ. Tầm 208 giá 200 208 203 được không em? 208 203 thì không được đâu anh ơi nhá. Đấy, con 208 bên em là 265 triệu đồng này. Anh Thiện Chí này, trên bước sóng livestream ngày hôm nay bớt cho anh 10 triệu đồng. Đấy, bao rút hồ sơ nhá. Giảm 10 triệu đồng, bao rút hồ sơ là 255 triệu đồng cho anh ạ. Đấy, cam kết máy số keo chỉ sơn xi đường chất. Vâng, chào Vũ Cảnh này. Y10 số sàn, có Y10 số sàn. Fortuner 2013, 2014 thì tạm thời chưa có nhá. Đang có Fortuner 207. Đấy, anh cho em xin một lượt like, một lượt theo dõi đi. Có đầu Fortuner tầm 13, 14 thì em sẽ liên hệ cho anh ạ. Có 5 chỗ không? 5 chỗ thì rất là nhiều, đòi là thế nhé. Fortuner có nhá, bác Thành Hải nhá. 208, 230 triệu không được ạ. Đây, Y10 cho hình đây. Suzuki à? À, Suzuki tạm thời chưa có, bác vượt qua chính mình nhá. Đấy, cứ nhắn tin qua fanpage trực tiếp cho em. Đầu nào, đầu xe gì, mẫu gì, tầm bao tiền, cứ nhắn tin qua fanpage đi, em tư vấn riêng và sâu cho. Còn trên bước sóng livestream ngày hôm nay thì xin báo giá qua cho gia đình mình cùng biết những đầu xe bên đang có nhá. Đây, Vios 217 đây. Tham khảo cho em này. Đây, Vios 217 đây nè. Tham khảo trước cho em con 219 đi anh ơi. Vios 219 bản em mới về này, 575 triệu đồng, đang được bày bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, zin đến từng con ốc luôn nhá. Zin đến từng con ốc luôn. Đấy, bao test hãng này, phát hiện được lỗi này, trao tay ngay 5 triệu cho đình mình. Đấy, kiếm tiền chưa giờ dễ đến thế này. Vios 209 này, có
Còn anh tìm Vios 2 là 2017 thì em chưa có nhá. Đây nhưng xịt soát 2017 đây. Xịt soát 2017 đây. 2016 cuối năm, Vios 2016 đây. Sản xuất cuối năm 2016, đăng ký là bánh 2018. 365 triệu đồng, bản E đã được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương đây, la răng đúc lốp láp đẹp. 365 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng được cho bà con mình đang quan tâm. Của Chi Tông 2170 AT 1 cầu. Chi Tông thì tạm thời bên em chưa có ạ. Cảm ơn bình luận của bác Phạm Chí Tình này. Morning có rất nhiều là Morning luôn. Cao quá em. Cao thì thực ra là chia sẻ với anh này. Cao thì không cao. Bên em là chợ ô tô đầu mối Hải Dương này. Cửa hàng là toàn xe của anh em người nhà, đất của người nhà, không phải thuê bến bãi, không phải thuê người làm. Nên giá là hợp lý nhất. Em thề với anh luôn là giá hợp lý nhất về phân khúc những xe cũ tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương nhá. Anh cứ tham khảo tất cả mọi nơi đi. Đấy. Anh nhá. Hai gửi chi tiết 208 206 ok sẽ gửi chi tiết cho anh. 217 à. Đây Morning i10 đây. Tiếp tục giới thiệu gia đình nhà mình Morning i10 này. Giới thiệu i10 trước thì ngay trước máy quay giới thiệu trước đi. i10 214 1.0 số sàn. 5 chỗ ngồi này. 245 triệu đồng này. Chốt trên livestream ngày hôm nay giảm giá 10 triệu đồng luôn nhá. Hôm nay đầu nào cũng giảm giá 10 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng cho anh chị quý vị nhà mình. Có Santa Fe 2180 anh, Santa Fe và Fortuner 2018 thì tạm thời bên em chưa có anh Đinh Quang Thái và anh Chiến Nguyễn nhá. Lên anh xem ok bác vô cảnh này. Đấy, cứ xem livestream đi. Để lại bình luận đi, đầu nào cũng có nhá. I10 bản đủ 2014 245 triệu đồng, bớt ngay 10 triệu đồng trên bước sóng livestream ngày hôm nay này. Có Morning này, I10 này sang Morning luôn này. Tập sống khác, chào đại gia đình rất là nhiều. Đấy, chia sẻ nhiều lên anh chị quý vị gia đình ơi. Morning 216, đây Morning 216 1.25 số sàn 195 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng cho đại gia đình nhà mình. Vâng, chào tất cả các bác đang xem buổi livestream ngày hôm nay, chia sẻ nhiều lên. Đấy, chia sẻ nhiều lên để em còn bớt nhiều nữa đi gia đình mình ơi. Cảm ơn đại gia đình ạ. Đấy, livestream đã hơn 1 giờ đấy. Cứ để lại bình luận, cứ để lại comment đi để chia sẻ cho mình bao giờ mà các bác có dòng xe quan tâm tôi nhá. Có xe dưới trăm không? Có xe dưới trăm bác Thái Chu nhá. Có Fortuner máy dầu số sàn màu đen không? Fortuner bên em có một chiếc số sàn màu đen anh Trần Thịnh nhá. Con đấy thì tạm thời hôm nay đi công vụ một xíu này. Nhắn tin trực tiếp qua fanpage với em đi. Em gửi cho anh hình ảnh và video con đấy chi tiết nhất ạ. Chào đại gia đình nhà mình, quan tâm mẫu nào, dòng nào, bao nhiêu tiền, để lại bình luận, để comment để em Tùng được chia sẻ, được tư vấn đi gia đình mình ơi. Đây là khá nhiều đầu xe gia đình này. Đấy, giới thiệu anh chị quý mình một đầu xe mà gia đình đi cũng được, mà kinh doanh đi cũng tốt này. Bán tải Forger 2 cầu máy dầu 2013, đăng ký và bánh năm 2014. Đấy, 2.2 2 cầu máy dầu, 6 cấp số tiến, 1 cấp số lùi nhá. Nhập Thái nguyên chiếc đời 2014. Đấy, màu trắng rất đẹp đây. Bản này là bản đủ này, bản XLT bản đủ, la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện nhá. 410 triệu đồng, bao ship xe cũng như là hỗ trợ trả góp và rút hồ sơ gia đình nhà mình. I10 bản thiếu 2 đầu báo giá cho anh xem. I10 bản thiếu 2 đầu thì tạm thời chưa có nhá. Anh cứ like fanpage đi, theo dõi fanpage cho em đi. Đấy, 1-2 hôm nữa y về I10 bản thiếu 2 đầu em gọi điện trực tiếp cho anh ạ. Morning 130 triệu bác Hoa Lê. Có Morning tầm 130 triệu luôn cho anh này. Đấy, để em xem con Morning tầm 130 triệu ở đâu để tư vấn cho anh này. Cứ mạnh dạn để lại comment, để lại bình luận đi để em Tùng được tư vấn cho đại gia đình mình nhá. Cảm ơn chị quý vị rất là nhiều ạ. Chắc Thiện Bùi, chắc Thành Lộc. Đấy, chắc Thái Lê. Chào bác Đức Vũ Đức này, chào đại gia đình nhà mình. Đâu xem Morning tầm 130 đâu nhỉ. Để giới thiệu cho gia đình nhà mình. Đây, Morning tầm 130 đây, có ngay đây cho nhà mình quan tâm đây. Morning biển 980876 đây, 125 triệu đồng. Đời 2006, 1.0 số sàn. Đấy, nước sơn màu sáng bạc đây. 125 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng gia đình nhà mình này. Vâng, chào đại mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Xe đẹp giá chốt mạnh vào các bác ơi. Vâng, cảm ơn bác Trần Trung Kiên rất nhiều này. Chia sẻ nhiều lên bác Trần Trung Kiên ơi. Số tự động 250 gia đình 2015. Đấy, 2015 thì không có xe nào giá tầm 250 triệu đâu nhá. Đấy, anh cứ tham khảo dùm em buổi livestream ngày hôm nay đi. Để xem có con số tự động là tầm 250 triệu không ạ. Có con Innova 200 không ạ? Đây, Innova 200 đây. Đấy, con Innova tầm 200 này giới thiệu hai lần gia đình nhiều này. Innova 206 này 230 triệu đồng nhá. Đấy, nhắn tin trực tiếp qua fanpage đi. Đấy, em giới thiệu các bác nào mà hỏi Morning tầm 130 này. Đấy, Morning tầm 130 rất là nhiều nhá.
Đấy. Đấy, cảm ơn gia đình rất là nhiều này. Chia sẻ lên, like lên, bình luận nhiều lên. Đấy, i10 bản đủ này. i10 bản đủ 245 triệu đồng. Mua được trên bước sóng livestream ngày hôm nay giảm ngay 10 triệu đồng cho gia đình mình cùng tham khảo nhá. Vâng, chào đại mình rất là nhiều này. Con sẽ về xúc đi. Vâng, chào đại gia đình chợ ô tô đầu mối trên ba miền Tổ quốc nhá. Chào Túy Mơ, chào Rẻ Sữa này, chào Khôi Đăng, chào Nguyễn Xuân Trường, chào Hoa Chu, chào Đỗ Hải, chào Thiện Bùi. Chào đại gia đình của mình ạ. Vâng, cứ để lại bình luận đi, để comment đi, em tư vấn cho ạ. Hyundai 216 số sàn 220 triệu. Hyundai 216 số sàn 220 triệu thì tạm thời bên em chưa có anh ơi. Đấy, tầm đời cao thế mà cứ trả hơn 200 triệu thì không lấy đâu ra được. Bên em cũng không nặn được ra xe cơ. Đấy. Chia sẻ cho em đi các vú ơi. Ok. Đây. Innova tầm 200 triệu đây. Innova 206 229 triệu đồng cho anh chị quý vị đang quan tâm đây. Bản G xịn này, la sáng đúc lốp láp đẹp, 229 triệu đồng. Mất hết lick. Vâng, chào đại gia đình nhà mình, chào bác Nguyễn Hữu Cường. Chia sẻ đi gia đình ơi. Ơi. Morning tầm 130 đây, tư vấn gia đình mình nè. Đấy. Ghét đi em ơi, có ghét cho anh này. K3 số tự động 215. K3 số tự động 215 Bắc Đức Huy Hoài này. K3 thì tạm thời bên em đang có một chiếc số sàn 216 anh ơi. Nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em, để lại số điện thoại này. Nào có K3 215 thì em sẽ liên lại cho anh nhá. Đây, ghét có ghét bác Đinh Hạ, Đinh Hanh RV đợi em một xíu, có ghét cho bác nhá. Đây, Morning tầm 130 triệu đây của gia đình này. Morning 130 triệu. Đấy, màu bạc nhá, còn bớt còn thương lượng gia đình mình ạ. Nói nhỏ thế hết hơi à. Ôi còn nói to chứ. Đấy, bên này không tạm thời bây giờ là có rất là nhiều anh em cũng đang livestream bán hàng nhá. Đấy, đứng cạnh nhau thì nói một xíu để anh em cùng bán, cùng phát triển gia đình mình ơi. Đấy, ra góc này thì không có ai thì lại nói to nhá. Tiếp tục báo giá này. Morning số tự động 2005, nhập khẩu nguyên chiếc này. 156 triệu đồng, còn bớt còn thương lượng, tư nhân chính chủ Hà Nội, không dịch vụ taxi. Xin nhan trên sườn xe nhá. Đấy, màu sơn rất đẹp này. Máy số keo chỉ thì đại chất, đăng kiểm thì còn dài. Quay Morning đi anh. Đây, Morning đang quay đây bác ơi. Đấy, Morning số tự động này. Morning số tự động 205, 156 triệu đồng cho bác tham khảo này. i20 không mất hết lick. i20 tạm thời em chưa có ạ. Có Kia K, có Kia K3 không à? Kia K3 có nhá, bác Thái Chu nhá. Đây, tiếp tục Morning này. Morning 216 bản SI bản đủ 2016, 1.25 số sàn. Tư nhân chính chủ 99 Bắc Ninh, quê hương quan họ chưa tỉnh đây. La sắc đúc lốp láp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ai hết rồi. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp nhá. 255 triệu đồng gửi đến gia đình nhà mình. Kia K3 có. Đây, Kia K3 đây, một chiếc duy nhất, một chiếc đồng nhất có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương đây. Chia sẻ nhiều lên, like nhiều lên, comment nhiều lên em tư vấn cho ạ. Đây, Kia K3 đây anh Thái Chu ơi. Kia K3 216 đăng ký vào năm bánh 2018. 1.6 số sàn, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương 41001 nhá. Đấy, bao test hãng toàn quốc luôn. Phát hiện lỗi tặng ngay 5 triệu cho anh chị quý vị mình. Đấy, kiếm tiền chưa rồi nhanh và dễ hơn như vậy. Máy số keo chỉ sơn si, zin, zin đến từng con đốc luôn. Có lỗi thì tặng luôn xe cho anh chị quý vị nhà mình đây. Ok nào. CRV thì chưa có này. Đầu ghét đây, để quay lại ghét nào cho mình cùng tham khảo nhá. Có ghét. Một chiếc ghét duy nhất đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Số tự động tầm 200 có anh ơi. Vâng. Vâng, nhà mình cứ tham khảo đi, cứ tham khảo thật nhiều vào. Để em chỉ cần được tư vấn anh chị quý vị nhà mình đã là vui rồi. Đấy, mua thì còn vui hơn nữa mà tư vấn thì đã vui lắm rồi đấy ạ. Đây, ghét đây. Ghét 209 1.0 số sàn. Tư nhân chính chủ 89 Hưng Yên đây. Đấy, 4 số một chủ từ đầu, la răng đúc lốp láp đẹp. Đấy, nội thất ghế lỉ vẫn theo xe, đăng kiểm thì đến cuối năm nay. 135 triệu đồng. Đấy, chốt ở trên livestream ngày hôm nay nhá. Giảm ngay triệu đồng còn 125 triệu đồng. Đấy, đây là ghét này. Ok, ghét có rồi này. Kia K3 rồi này, số tự động 200 đây. Đây, số tự động 200 đây, tham khảo trước cho em chiếc này đi. Số tự động 200 này. Đấy. Genta 2010, máy số keo chỉ zin, đấy gửi đến gia đình nhà mình. Đấy, 1.6 số tự động, máy số keo chỉ sơn si thì còn chất còn đẹp. Chia sẻ nhiều lên anh chị quý vị gia đình mình ơi. Đấy, chia sẻ nhiều, giá còn bớt còn thương lượng được cho đại gia đình mình nhá. Đấy, cứ bình luận đi. Vios có quan là gì? Vios à? 216 250 triệu không? Đấy, tầm 216 mà anh cứ trả 250 triệu này thì bên em không có cơ. Bên em mà lặn được xe đấy, mà tầm lặn được xe thì em cũng bán giá đấy cho anh ạ. Quay bán tải đi em ơi, bác Phạm Chí Tình có bán tải cho anh nhá. Đấy, bên em còn đúng một chiếc bán tải thôi. Đấy, mua nhanh đi, giá còn bớt còn tương lượng nhá.
Listen quay xem. Bắc Mộc công Bắc Listen thì tạm thời bên Alisan quên ạ. Listen thì tạm thời bên em chưa có này. Anh cho em xin một lượt like, một lượt theo dõi đi. Nào có đầu Listen là em sẽ liên hệ trực tiếp cho anh nhá. Cảm ơn anh rất là nhiều. Bán tải đi em ơi. Cho anh hỏi bên em có lắp ráp hỗ trợ tự lái không? Bên em thì lại không hỗ trợ tự lái anh nhá. Đây bán tải của gia đình mình đây. 410 triệu đồng Forlanger 2013 đăng ký vào bánh năm 2014 nhập Thái 2.2 hai cầu máy dầu đến từ Thái Lan đây. Máy số keo chỉ sơn si chất. Đấy, bản đủ nhá, la răng đúc, có phanh đĩa chống bó cứng ABS. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xoay điện. Vô lăng tối khí đăng ký làm chỗ. Đấy, đăng kiểm đăng ký đến cuối năm nay cơ. Mang về sẵn đi, sẵn sử dụng, sẵn khai thác rồi. Đấy. Kinh doanh và đã đưa được cả thêm đi gia đình năm chỗ đây. Đấy, gầm cao máy thoáng. Vua của dòng bán tải gửi đến gia đình nhà mình đây ạ. Vâng, chào bác Công Quách này. Chào bác Dấu Hoàng, chào bác Phạm Thanh, chào đại gia đình vừa xem bỏ ra chương ngày hôm nay. Kết đẹp 115 triệu, ok không em? Đấy, bác đến trực tiếp bên này bên em đi. 115 triệu để lại cho bác nhé, đến trực tiếp đây. Bán với cửa tiền 115 triệu. Bác Hiệp ok, có con nào tầm 300 không anh? Vâng, bác Hiệp ok, có tầm 300 triệu nhá. Con nào em lấy à, cho anh xem nào, quay video xem. Bác Dấu Hoàng, ok. Số tự động tầm 200 thì em quay rồi này. Đấy, tầm 300 thì cũng có này. Đấy, tham khảo đây gia đình mình ơi. Đây, Vios đây. Vios 219 vàng cát này. 515 triệu đồng mới về. Bao test hãng, máy số keo chỉ sơn si zin nhá. Đấy, zin đến 99,9%. Khác xe mới mỗi năm sản xuất thôi. Bao test hãng trên toàn quốc cho anh chị quý vị nhà mình. 515 triệu đồng. Đấy, hỗ trợ trả góp. Cảm ơn gia đình mình rất nhiều. Đây là 219 này. Tiếp tục đây, 216 đây, Vios 216 đây. Sản xuất cuối năm 2016, đăng ký làm bánh năm 2018. 365 triệu đồng, đấy, còn bớt, còn thương lượng cho chị quý vị nhà mình. Đấy, còn rất là nhiều đầu xe gửi gia đình nhà mình ạ. Đấy, anh lấy con ghét, ok, 115 triệu bán tại bãi cho anh nhá. Nhắn tin trực tiếp qua fanpage đi, để em tư vấn sâu cho anh. Rồi xem trong này còn chiếc nào mà chưa review đâu, chưa giới thiệu đâu. Giới thiệu hết gia đình mình này, đấy. Giới thiệu đến comment cuối cùng luôn đấy, kể cả đến sáng mai luôn nhá. Vâng, chào bác Hiệp đầu, chào Lê Phước Thành, chào Thăng Bùi, chào đại gia đình mình. Vâng, chào Hương Ngô. Ok, tiếp tục này. Số tự động 200 triệu, tư vấn gia đình mình này. 220 triệu, Genta X 2010. Nhập Hàn nguyên chiếc, động cơ 1.2 số tự động. La răng đúc lốp láp đẹp 4 bánh. Đấy, có phanh đĩa chống bó cứng ABS nhá. Nội thất này, đấy, nội thất máy số keo chỉ thì từ nhà sản xuất. Vô lăng 4 chấu tích hợp túi khiên toàn trên vô lăng 220 triệu gửi đến gia đình nhà mình ạ. Vâng, đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Yêu ái em Tùng đi, hoan hỉ cho em Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi gia đình nhà mình ơi. Ok, có con nào 1 tuổi em lấy 1 con. Ok, anh cứ xuống đi, có 1 tuổi cho anh nhá, anh cứ bảo nhá. Có Innova không bác Nguyễn Phương, có Innova cho bác ạ. Vâng, chào đại gia đình nhà mình rất là nhiều này. Cảm ơn chị quý mình rất là nhiều này. Có một tỏi anh cứ xuống đi, có xe một tỏi cho anh. Đây, giới thiệu là Innova này. Đấy, tầm xe 7 chỗ mà gọi là quốc dân đây, vua 7 chỗ gia đình đây. Đấy, cảm ơn gia đình mình đang xem buổi livestream rất là nhiều này. Lượt xem lượt chia sẻ anh chị quý vị mình là động lực để những anh chị quý vị để những anh chị bên em ở tại chỗ ô tô đầu mối Hải Dương này. Đấy, mang về những sản phẩm chất lượng nhất để phục vụ gia đình mình này. Đấy, Innova nhá, giới thiệu tiếp tục Innova này. Ba con Innova tối nay giới thiệu đến 9 lần rồi này. Toyota Innova 211 2.0 số sàn, tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng đây. 335 triệu đồng. Đấy, vua 7 chỗ này, nội thất rộng, điều hòa Z. Vô cùng tiết kiệm nguyên liệu, 211 335 triệu đồng. 2008 bản G xịn 265 triệu đồng. 2006 đời đầu. Đấy, 229 triệu đồng. Gửi đến đại gia đình nhà mình. Cảm ơn anh chị quý vị đang xem buổi livestream rất là nhiều này. Để lại bình luận, để lại comment đi, tiếp tục tư vấn này. Tư vấn đến bao giờ đến không có người nào mà bình luận đi thôi. Có con là tầm 30 triệu không anh Tiến Mạnh? 30 triệu thì bên em không có anh ơi. Bên em có chiếc thấp nhất đây, có chiếc Matiz đại thể 46 triệu anh nhá, tham khảo cho em đi. Đây, tầm 200 không em, y lượng. Có vài ớt tầm 3-200 nhá. Đây thì em xem ở đâu này. Đi lại nhiều quá, chóng mất cả mặt rồi mà không biết là giờ nó ăn đâu này. Không biết được. Đây tầm 200 triệu vay ớt đây. Đấy, chia sẻ nhiều lên. Chia sẻ nhiều lên để tư vấn một thẻ nào. Trả góp từ đời bao nhiêu?
trả góp từ đời 2014 trở lên với cửa tiền là 300 nhá. 2014 trở lên là hỗ trợ trả góp rồi. À, con Innova bên em nữa, anh em nói nhắc lại cho anh Nguyễn Phương anh nghe dù em này. Em đi ra đây nó xa quá rồi em chưa kịp quay lại này. Innova bên em có 206 này, 229 triệu đồng, 208, 265 triệu đồng và 2011. 2011 thì con đấy là 335 triệu đồng. Đây tư vấn tầm 200 triệu Innova vay hốt đây. Đấy 200 triệu vay hốt đây. 200 con này là 195 triệu đồng. Toyota Vios 2010 màu đen, 1.5 số sàn tư nhân chính chủ 30 Hà Nội phố đây. Đấy. Đấy, 200 triệu đây. 240 triệu bản E 2010, tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh, 240 triệu. Nhắn tin trực tiếp qua fanpage đi hoặc là hai số hotline sẽ để trên màn hình rồi để được gửi những hình ảnh video chi tiết nhá. Đấy, cảm ơn gia đình mình rất là nhiều này. Chào bác Trần Thọ, chào bác Nguyễn Ngọc Lâm. Chào toàn thể anh chị quý vị mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy. Rồi em xem là còn gì không để em tư vấn thêm cho anh chị quý vị mình này. Santa Fe có con nào còn con nào không anh quay xem lấy. Santa Fe thì tạm thời con màu đen đấy bên em hôm nay lại đi công vụ một xíu này để em đọc hết những bình luận của anh chị quý vị nhà mình nhá. Y10 màu trắng trên 200 không em? Y10 màu trắng trên 200 có này. Đấy em xem bình luận để tư vấn tiếp tục cho anh chị quý vị mình này. Đây Y10 màu trắng là trên 200 nhá. Đây có ngay trước mặt em luôn để mình cùng tham khảo này. Y10 màu trắng 240 triệu đồng. 2016 đăng ký lên bánh năm 2017. 1.0 số sàn, 5 chỗ ngồi. Máy số keo chỉ thì còn đẹp còn chất. Chiếc này thì hồ sơ cầm tay rồi này. Đấy bấm biển sang tên đổi chủ trong ngày thôi. Quan tâm nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi. Đấy. Santa Fe nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em để em gửi hình ảnh cho anh nhá. Con đấy hôm nay em chủ tạm thời đi công vụ một xíu rồi. Chắc là đầu sáng mai là về thôi. Vâng, chào bác Hằng Phạm này. Chào bác Trần Thị Thu Hằng, chào toàn thể anh chị quý vị mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy. Bữa tiệc nào thì cũng đến lúc tàn thôi. Em đã báo giá hơn 1 giờ rồi. Nhà mình cứ mạnh dạn để lại comment, để lại bình luận hoặc nhắn tin trực tiếp cho em đi. Xem La Chetti Select địa chỉ em ở đâu? Vâng, địa chỉ em ở Lam Trung Nam Sách Hải Dương, gần cây xăng Minh Hiệp số 2. Nhắn tin trực tiếp qua số La đi. Em gửi định vị chính xác cho anh nhá. Đấy. Xem La Chetti à? Đấy để quay tiếp tục La Chetti này. Đấy, nhà mình không cho dừng lại luôn à. Cứ bình luận, cứ comment đi. Nhắn. Đấy, livestream đến lúc mà không còn bình luận nào, không còn thắc mắc nào nữa thôi này. La Chetti 2008, 1.5 số sàn, 5 chỗ ngồi. 145 triệu đồng, tư nhân chính chủ Hà Nội. 3866 đây, biển rất là đẹp nhá. Vâng, bác Phạm Thái mà đang quan tâm dòng La Chetti này, nhắn tin qua cho em đi. Còn rất nhiều La Chetti này, 208 có 130 này. Có một con 207 140 này. Đấy, xem còn đâu để giới thiệu. Tiếp tục nào. 212 này, 190 này. Ôi. Đấy, rất nhiều đầu xe nhá. Từ đầu của livestream bây giờ là hơn 80 xe rồi. 80 đầu sản phẩm này. Bên em không chỉ bán đâu mà vẫn nhận lại mua xe đấy. Nhưng bác nào mà không còn nhu cầu dùng đến xe nữa, muốn chuyển nhượng lại này thì cứ mang đến bên em nhá. Giá một cách yêu thương nhất cho anh chị quý vị nhà mình cùng tham khảo ạ. Xem lại gì? Moaling à? Bác Hoa Lê xem lại Moaling 125 triệu. Ok, Moaling 125 triệu đây. Tham khảo dùm em đi. Đấy. Đây 125 triệu đây bác Hoa Lê ơi. Moaling 125 triệu đồng, tư nhân chính chủ Bắc Giang đây. 98 Bắc Giang 08767 đây, 125 triệu đồng này. Tham khảo đi, còn bớt nữa đấy. 1.0 số sàn, 5 chỗ ngồi. Đấy. Hơn 100 triệu đồng một chút là mình tham khảo thôi. Vios 216 330 được không bạn? Vios 216 330. Nhắn tin trực tiếp qua fanpage đi để thương lượng thêm nhé bác nhá. Thêm em một xíu đi để bán luôn cho anh đi ạ. Có Sở Bắc Lầu không? Bắc Tam Điên. Sở Bắc thì tạm thời bên chưa có nhá. Anh Hoàng Diễn này, đấy, quan tâm con đấy nhắn tin trực tiếp qua fanpage đi. Hơn một xíu thôi, một xíu xíu thôi là bán. Vios biển 14 đời bao nhiêu? Vios 14 con đấy là biển con đấy đời 2010 bản E, 1.5 số sàn. La răng đúc phanh đĩa ABS 4 bánh rồi. Đấy, quan tâm nhắn tin trực tiếp qua fanpage đi. Đây, tiếp tục giới thiệu đến bác này, Moaling tầm tiền 130 này. Đấy. 135 triệu đồng Moaling. Con này độ đầy đồ chơi luôn rồi.
cặp đèn thì công nghệ bi cầu này, đầu đài màn hình to này, giá còn bớt còn thương lượng nhá. Nhà mình có Innova trả góp không bác? Innova thì con đời 2011 đấy, có trả góp anh ạ. Con 2011 có trả góp nhá. Đây, modeling tầm hơn 100 triệu đây, tập lái này. Đồ chơi thì đầy người. Đầu đài màn hình to rồi, nội thất ghế da theo xe, vô lăng 3 chấu. 135 triệu đồng gửi đến gia đình nhà mình. Vâng, chào bác Trường chữ ký này. Chắc đợi chờ là hạnh phúc. Chào bác Tuân Trần Văn, nhà mình có Innova, có Innova trả góp nhá. Chào cả gia đình nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay này. Bình luận nhiều lên để em tư vấn nào. Dâu Tây, bác Dâu Tây này. Có con nào tầm 150 triệu không bác? Đây. 135 triệu đồng. Kia Morning 2010 này. Đấy, 150 triệu này, Kia Morning 2010 nhập Hàn nhá. Đấy, quan tâm mẫu nào cứ mạnh dạn để lại comment đi, nhắn tin trực tiếp qua fanpage. Đây, quay con Innova trả góp cho em này, đấy. Đặt cách quay chi tiết con Innova trả góp cho anh nhá. Nhắn tin chi tiết đi để được trả góp này. Innova 2011 đấy, 12.0 số sàn. 335 triệu đồng đang được bán tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, la sang đúc 4 bánh, hai bánh trước thì là phanh đĩa ABS này, hai bánh sau này hỗ trợ tăng chống nhá. Biển tư nhân chính chủ 15 hoa phượng đỏ Hải Phòng đây. Cặp đèn pha thì trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Cặp đèn pha zin nhá, còn xạ, còn trong, còn sáng, còn đẹp, không có dấu hiệu bóng mờ, dạng lứt do sương do nhật. Rồi, nội thất bên trong đây. Quan sát giùm em đi, đấy tham khảo đi. Nội thất đẹp, nội thất ghế da đẹp theo xe. Vô lăng 4 chấu, túi khí toàn trên vô lăng, đầu đàm hình theo xe này. Chân lỉ vẫn là chân lỉ của xe nhá, không rách lát, không sập sệ. 335 triệu đồng. Cố trợ trả góp mà lại còn bớt nữa. Đấy, cứ comment đi để được review chi tiết hơn nhá. Cảm ơn gia đình rất là nhiều này, chào bác Phong Lưu này. Chào đại gia mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Y10 màu trắng tầm 200 bác Thu Hoài. Vâng, chào bác Hiền Lưu ạ. Ok, Y10 màu trắng tầm 200 giới thiệu đến anh chị quý vị gia đình nhà mình đây. Con này là chưa đến 200 luôn. 100 con này là 195 triệu đồng này. Y10 màu trắng 2014 đăng ký và lăn bánh năm 2017 đây. 195 triệu đồng. Tham khảo nữa đi gia đình ơi, chia sẻ comment nhiều lên ạ để em Tùng tư vấn thêm này. Tư vấn đến bao giờ không còn một lượt bình luận nào nữa thôi nhá. Đấy, 14 Quảng Linh màu trắng, la răng sắt cho xe lốp láp đẹp. Đấy, xin nhan trên sườn. Máy số keo chỉ chất nhá, 195 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng. Đấy, cứ bình luận đi. Chào bạn, ok chào anh ạ. Chào đại gia đình nhà mình rất là nhiều. Đấy, chia sẻ hơn một tiếng rồi đấy. Rất là nhiều xe rồi. Để gửi đến gia đình nhà mình rồi. Có con Morning nào tầm 150 triệu không anh? Đây, có Morning tầm 150 triệu cho anh nhá. Đây, 150 triệu đây. Giới thiệu cho anh chiếc màu trắng biển 36 ở trước này. 150 triệu. Bớt cho anh 4 triệu đó là thành 145 triệu đồng này. Có Morning tầm hơn trăm nhá. 150 triệu đây. Tư nhân chính chủ 36 Thanh Hóa, quê hương các anh hùng dân tộc đây. Máy số keo chỉ sơn si đại chất 1.0 số sàn, tiết kiệm liệu như liếm như gửi thôi. Đấy, đăng kiểm còn rất là dài, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đấy là Morning tầm 150 triệu này. Dưới 150 triệu này, tư vấn cho em này. Tham khảo cho em này, 135 triệu đồng đây. 1.0 số sàn. Độ full đồ chơi quanh người rồi. Đấy, mang về chỉ việc đi, chỉ việc sử dụng thôi. Kia Morning hơn 100 triệu đó đăng kiểm sao? Thì đăng kiểm thì cứ mang đến công an là họ đăng kiểm cho anh. Đời 2010 thì là đăng kiểm 6 tháng, cứ 6 tháng một thôi. Đấy, đăng kiểm càng nhiều thì càng kiểm tra cái chất lượng xe mình nó như thế nào thôi ạ. Đăng kiểm thường xuyên thì mình càng biết chất lượng xe mình như thế nào thôi. Đấy, Morning tầm 150 triệu tiếp tục này. Morning 155 triệu đồng. Đấy, số tự động 1.0. 155 triệu đồng. Tham khảo rồi em gia đình ơi. 2006. Đây, giá còn bớt còn thương lượng. Vâng, em đang livestream khá là nhiều, cũng hơi muộn rồi. Thì em xin dừng buổi livestream ngày mùng 4 tháng 9 tại đây ngày hôm nay nhá. Đấy. Y12 đầu. Y12 đầu chưa có này. Vera thì cũng chưa, Vera thì chưa có này. Nhưng tầm phân khúc với Vera thì có chiếc Accent nhá. Đấy, thì tôi lại tiếp tục phục vụ hầu hạ anh chị quý vị mình nhá. Phục vụ đến bây giờ không có bình luận nữa này. Đấy, chốt nói rồi thì lại phải phục vụ thôi. Accent 209. Accent 209 đây, cùng phân khúc với Vera đây. 1.4 số sàn nhập Hàn, 165 triệu đồng. Còn bớt còn thương này. Y12 đầu bách anh Khánh Trắng nhá.
I12 đầu thì mới bán một chiếc rồi. Để lại số điện thoại trên phần tin nhắn ở fanpage đi. Lao 1-2 hôm nữa rồi lại có mẫu I12 đầu về để phục vụ gia đình nhá. Này, live stream đến lúc nào mà không còn bình luận nữa thì thôi này. Không còn comment nữa thì mới dừng lại live stream này. Đâu, còn nữa không nhỉ, để còn dừng live stream này. Này, tiếp tục lại bình luận lại comment rồi. Có lói có không. Lói không này. Bắc Đình Tố Nghĩa. Đây, Vera đây. À, có lói. Đây, Vera thì không có. Còn chiếc Asen này, phân khúc Vera này, tham khảo dùm em đi. 165 triệu đồng, 1.4 số sàn nhá. Đấy, Vera thì chắc phải 1-2 hôm nữa mới có cơ. Đấy, cảm ơn bình luận anh chị quý vị rất là nhiều này. Đấy, cảm ơn đại gia đình chợ ô tô đầu mối Hải Dương trên 3 miền Tổ quốc nhá. Cái buổi livestream này cũng rất là dài rồi. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị quý vị gia đình nhà mình trong những buổi livestream tiếp theo. Mọi bình luận và comment thì em sẽ trả lời sau buổi livestream ngày hôm nay. Chào đại gia đình nhà mình.